quý vị và các bạn thân mến, chặng bay dài đưa Mende đến với nước Anh hiện đại. Ngay sau khi xuống máy bay và quá trình chờ làm thủ tục nhập cảnh, Mendy đã cảm nhận được sự chu đáo hiện đại của đất nước này. Anh Peter là người được bà Hannah cử đi đón Mendy và hai người Sudan cùng chuyến bay với cô. Mendy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lần đầu tiên cô đến một đất nước xa lạ và vô cùng hiện đại. Đã có lúc Mende quên mình là một nô lệ, để say sưa nhìn ngắm bầu trời xanh ngắt cùng những đại lộ dòng xe đi lại như mắc cười. Điều khiến Mende không thể ngờ tới chính là cử chỉ thân thiện của bà Hanna và ông Anckrowski dành cho cô. Mende cảm thấy chưa quen Vì sự ân cần đó, bởi nhiều năm qua cô luôn bị gia đình bà Arahab trà đạp, tước mất quyền tự do. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Nô Lệ của tác giả Benjamin Nasser và Damien Lewis do dịch giả thiếu khanh chuyển ngữ. Tôi theo họ suốt hành lang, đi vào một phòng khách rộng ở đầu kia của ngôi nhà. Tôi nhận thấy nhà bà Hanan lớn hơn nhà mụ ra hát. Rồi tôi có sự ngạc nhiên thứ nhì khi mọi người ngồi vào những chiếc ghế bành ấm áp. Bà Hanan ra dấu bảo tôi cùng ngồi vào với họ. Tôi ngồi ghé vào cạnh chiếc sofa, đặt hai tay lên đùi, cảm thấy rất lúng túng. Đây là lần đầu tiên tôi được mời ngồi cùng với mọi người như thế này. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi bà Hanan tự đi vào bếp làm thức uống mà không ra lệnh cho tôi vào giúp bà. Ở miền núi Nuba, khi ai đó cảm thấy lúng túng khó chịu, chúng tôi nói họ như là gà mắc mưa. Vì một con gà mắc mưa thường gù mình lên và xù lông ra trông rất tội nghiệp. Đó là điều tôi cảm thấy mình lúc này đây. Bà Hanan trở vào với một khay thức uống. Tôi lại ngạc nhiên khi bà trao cho tôi một ly nước trái cây cũng giống như là các ly nước của những người kia đang uống. Ở nhà mụ ra hát, Tôi được dành cho chén đĩa, ly cốc riêng để ăn uống. Tôi không bao giờ được phép dùng chung đồ của họ. Lần đầu tiên từ ngày bị bắt, tôi được ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách và được đối xử như với mọi người khác. Có điều kỳ lạ là tôi thực sự không thích như thế. Trong nhiều năm tôi bị đối xử như là một nô lệ và tôi đã quen với điều đó rồi. Bà Hanan hỏi tôi. Chị ra hát và bọn trẻ ra sao hả Mende? Mende? Bà ấy gọi tôi bằng cái tên thật, không phải là Iabit hay là Abda hay bất cứ một từ lăng nhục nào. Tôi tự hỏi nếu mình cũng gọi bà ấy bằng cái tên thay vì chủ nhân thì sao nhỉ? Dạ, họ đều khỏe cả, bà Hanan. Tôi bối rối trả lời tôi rất ngạc nhiên là bà ta chẳng hề quát tôi mà vẫn tiếp tục nói chuyện như thể không có gì quá đáng xảy ra cả tôi nghĩ cô đi từ khắc tum đến đây cùng với những người khách của tôi chứ dạ thưa không không phải thế ạ à? không à sao thế nhỉ tôi đã nói với chị ra hát là họ cùng đi một chuyến bay với cô để họ có thể chăm nom cho cô thế là chị ấy chẳng thu xếp cho cô đi với họ sao Dạ không ạ. Tôi chỉ mới gặp họ tại Luân Đôn khi gặp Peter thôi ạ. À. Thế làm sao mà cô một mình qua được chỗ kiểm tra hộ chiếu và hải quan? Dạ có một phụ nữ trên máy bay đã giúp tôi. Bà ấy rất tử tế và bà ấy chỉ cho tôi những gì phải làm ạ. Ồ, tạ ơn Anna. Cô đã đến được đây. Đó mới là điều quan trọng nhất. Bà Hanan, chồng bà, và hai người khách giờ đây mải mê trò chuyện thoải mái với nhau về các chuyến bay, các tin tức ở Khắc Tum và cuộc sống ở Luân Đôn. Tôi sung sướng vì không bị họ chú ý đến. Vài phút sau, các con của bà Hanan chạy ùa vào phòng rất ẩm ý. Nãy giờ chúng chơi trên lầu. Có hai đứa con trai sinh đôi khoảng chừng hai tuổi và ba đứa con trai lớn khoảng từ năm đến chín tuổi. Đây là chị Mendê. Bà Hanan giới thiệu tôi với chúng, nhớ không? Là người mà mẹ nói sẽ đến đi làm việc cho chúng ta ấy. Đến chào chị đi. Tôi nói với bọn trẻ. Đây là Mohammed. Bà Hanna nói tiếp. Đây là Ibrahim và đây là Asi. Và hai đứa song sinh là Rami và Oma. Năm đứa con trai. Hai đứa song sinh trông rất xinh xắn. Và tôi tìm cách làm cho chúng cười. Đồng thời tôi nhớ lời mụ ra hấp dặn, tôi sẽ phải chăm sóc tất cả các con của bà Hanan. Mụ cũng bảo tôi phải lau chùi nhà cửa và nấu ăn cho cả nhà. Và từ những gì tôi nhìn thấy cho đến lúc này, Ngôi nhà lớn hơn và sang trọng hơn nhà mụ ra hát. Như thế nghĩa là tôi phải làm việc nhiều hơn. Nói chuyện một lúc, bà Hanan quay sang tôi. Này, chắc cô đã mệt rồi, hãy mang túi đồ theo tôi tôi sẽ chỉ phòng cho cô bà dẫn tôi ra một cái phòng nhỏ ở phía sau nhà nó cũng cùng kích thước như là cái buồng của tôi ở nhà bộ ra hát không có cửa sổ bên ngoài nhưng so với chỗ cũ của tôi thì đây là một lâu đài trên sàn nhà có một tấm thảm màu xanh đậm trên tường có một tấm gương soi và dưới tấm gương là một cái bàn viết có cả một chiếc giường đúng nghĩa với một tấm nệm cho tôi ngủ. Các ga giường và một tấm mền bông mà về sau tôi biết nó được gọi là chăn lông vịt. Cô ở đây nhé. Bây giờ thì cô có thể ngủ. Chắc là cô đã mệt lắm rồi. Sáng mai cô sẽ bắt đầu làm việc. Bà Nan nói đúng. Tôi mệt lạ và tôi vẫn còn cảm thấy lạnh. Tôi mặc đầy đủ quần áo và chui vào trong chăn đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nằm trong một cái giường đúng nghĩa thật là tuyệt vời khi tôi thiếp vào giấc ngủ những niềm hy vọng mới lại chạy suốt qua tâm trí tôi tôi không thể tin được là bà hanna lại đối xử với tôi tốt đến như vậy khi đến tôi được bảo ôm mọi người nói chuyện với tôi một cách tử tế tôi được mời uống nước trái cây trong chiếc ly giống như của những người khác tôi có một cái phòng trải thảm và có một chiếc giường thật sự từ sau thời thơ ấu ở trong vùng núi nu ba đến nay tôi đã không còn được đối xử tử tế như vậy tôi có dám mơ ước gia đình này sẽ cư xử với tôi như thể tôi là thành viên của gia đình họ không điều tôi biết kế tiếp là tôi đang ở trên một chiếc máy bay lớn nhưng nó đã rơi xuống biển mọi người đang mặc chiếc áo phao màu vàng thổi cho áo phồng lên và bơi đi nhưng tôi không biết bơi mà không ai giúp tôi và tôi đang chìm tôi chìm xuống chìm xuống chìm vào một vùng biển đen và lạnh tôi nhìn lên và thấy một bầu trời như là một vệt bé tí ở phía trên tôi tôi biết mình đang chìm nhưng tôi tê cóng nên không làm gì được và rồi tôi thức giấc tôi ngồi bật dậy trên giường sợ hãi trong bóng tối và tôi thở hổn hển tôi không biết mình đang ở đâu nhưng tôi nhận ra mình đang lạnh cóng phòng tôi thực ra là một cái kho được cải tạo lại xây sát phía sau nhà nó vẫn còn một chiếc xe đạp cũ và những cái thùng các tông xếp đống trong một góc nhưng vấn đề chính là cái lạnh có một cái máy sửa điện mà tôi tìm cách bật lên được tôi quàng một tấm khăn giường và cái chăn lông vịt lên chiếc máy sưởi để hơi ấm lùa vào giường của tôi. Thực tế là tôi đã đem cái máy sưởi vào giường mình trong đêm đầu tiên và trong nhiều đêm tiếp theo sau đó. Đến giờ dậy rồi đấy. Vào sáng sớm hôm sau, bà Hà Nan mở cửa phòng tôi gọi, dậy đi. Tôi muốn chỉ cho cô cách làm cơm trưa cho lũ trẻ mang đến trường, nhanh lên, vào gặp tôi trong bếp bếp lớn hơn bếp nhà mụ ra hát và có rất nhiều máy móc màu trắng bóng loáng để đứng trên sàn nhà cũng như là trên kệ bếp tôi không biết bất cứ cái nào trong số đó là gì vì trước đó tôi chưa hề trông thấy chúng tôi lo lắng và mất tự tin tôi nhủ mình sắp phải học cách sử dụng tất cả những vật dụng mới mẻ và phức tạp này trông chúng có vẻ đắt tiền và khó sử dụng tôi sợ mình làm không đúng hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn là làm hỏng cái gì đó. Chị ra hát đã cho cô biết sang đây cô sẽ làm những việc gì phải không? Dạ, phải ạ. Cũng những việc mà cô đã làm ở nhà chị ấy chứ. Lau chùi, nấu ăn và giặt rũ phải không? Nhưng ở đây công việc dễ dàng hơn. Chúng ta có máy móc làm phần lớn những việc đó. Đây là máy giặt để giặt quần áo. Cô sẽ không phải giặt bằng tay. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho cô cách vận hành. Tôi cũng muốn cô ủi và xếp quần áo vào tủ. Và chúng tôi có một cái máy rửa chén, nhưng chúng ta chỉ dùng máy khi có quá nhiều chén bát phải rửa thôi, bình thường cô sẽ rửa dọn bằng tay được chứ? Dạ được, thưa bà Han Nan. Tôi cũng muốn cô trông nom lũ trẻ nhỏ nữa khi chúng đi học về. Vâng, thưa bà Han Nan. Vậy hãy xem tôi làm bữa trưa cho bọn trẻ mang đến trường nhé. Rồi mỗi buổi sáng, cô có thể làm việc này trước khi chúng đi học. Rồi bà Hanan Nan dạy tôi cách làm món sandwich ưa thích của bọn trẻ. Bà chỉ trong các trạng nào có để sẵn các gói khoai tây chiên. Tôi phải ghi nhớ hương vị ưa thích của mỗi đứa theo các màu sắc của bao bì. Màu xanh lá là muối và giấm. Màu vàng là kem chua và hành, vân vân và vân vân. Sau khi chồng bà đưa những đứa lớn đi học bằng xe hơi, bà Han Nan cùng tôi ngồi uống trà với nhau trong bếp. Bây giờ, tôi muốn cô bắt đầu lau dọn trong bếp, tất cả các trạng cả trong vòng ngoài. Vâng, thưa bà Han Nan. Nếu mà cô thấy đói, thì đã có bột ngô rang đây và sữa trong tủ lạnh. Cô biết bột ngô rang là gì chứ? Đó là một thức ăn điểm tâm bằng ngũ cốc đấy cô có thể ăn bột ngô giang với sữa và đường trong bát như vầy này ở nhà chị ra cô đã biết pha trà phải không nếu cô muốn uống trà thì cứ tự pha mà uống cô muốn dùng lại cốc nào dạ tôi không biết ạ tôi bối rối trả lời trước đây tôi chưa bao giờ được cư xử như thế loại cốc nào cũng được ạ đây để tôi chỉ cho cô cách chạy máy giặt. Bà Hana nói thêm. Mở nắp chiếc máy giặt lớn màu trắng. Cô cho quần áo bẩn vào đây. Nhưng cô phải tách riêng quần áo màu với quần áo trắng nhé. Cô phải giặt chúng riêng ra. Nếu không thì các đồ trắng sẽ bị loang màu đấy. Tôi gật đầu. Nhưng tôi không hiểu ý bà ấy. Sau thời gian ở với mụ ra hát, Tôi chỉ biết một điều tốt nhất là bằng lòng với bất cứ thứ gì bà chủ bảo. Bà Hanan chỉ cho tôi chỗ cho bột giặt vào. Rồi bà chỉ một dãy chữ số và nút bấm rối rắm hoa cả mắt. Mà tôi phải xoay và bấm để chọn đúng tần số giặt. Đến đây thì tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Tôi lo mình bị khốn đốn nếu mà rủi làm hỏng hết quần áo của bà hơn là phải thú nhận mình không hiểu bất cứ thứ gì. thưa bà Hanan, rốt cuộc tôi nói, nhưng tôi rất lúng túng với tất cả những chữ và số cùng với các việc này và bà chưa chỉ cho tôi khi nước giặt đã bẩn thì làm sao thay ạ. À? cô không cần phải thay nước, bà ta nói và cười to, máy sẽ tự thay nước cho cô. xem này, những lần giặt đầu tiên, cô Hãy gọi tôi để tôi cho máy chạy, nhưng cô phải nhìn thật kỹ để biết cách tự mình điều khiển máy nhé. Dạ, được ạ. À. Tôi sẽ cố gắng. Tôi nói một cách mơ hồ. Nếu cô không hiểu gì hoặc cần điều gì, cô cứ hỏi tôi. Dạ, có một điều. Điều gì vậy? Đêm qua tôi lạnh quá. Tôi lắp bắp. Tôi không ngủ được đủ giấc ạ. À? Bà Hanan nói việc đó đã nhắc bà nhớ ra. Máy sửa trong phòng tôi chạy không tốt. Bà hứa sẽ nói với chồng gọi người đến sửa. Tuy vậy, nó không bao giờ được sửa cả. Bà Hanan biến vào phòng khách, ngồi xuống trước tivi, bỏ tôi ở lại trong bếp, lòng đầy hy vọng. Bà ấy tử tế hơn mụ chị của mình rất nhiều. Bà ấy nói cho tôi biết những gì tôi phải làm cho bà ấy nhưng ít ra bà ấy nói năng với nụ cười thân thiện. Có lẽ cuộc sống ở Luân Đôn sẽ sung sướng hơn đối với tôi. Tôi mất gần một ngày để lau chùi cọ rửa trong bếp. Cũng như ngày đầu tiên tôi đến nhà mộ ra hát nhiều năm trước. Tôi nhìn thấy bà Hanan co chân lên gối sofa ngủ thiếp đi. Hai bé song sinh đang chơi trên thảm cạnh chân của bà. Tuy tôi vẫn thấy rất lạnh, nhưng tôi làm việc hết sức cần cù lau bụi và cọ rửa để làm cho mình ấm lên. Khi tôi vừa xong việc, bà Hanan bước vào lôi một cái máy trong tủ bếp ra. Đây là máy hút bụi để làm sạch các tấm thảm. Khi ở Khắc Tum, cô có dùng cái gì thuộc loại này chưa? Dạ chưa ạ, tôi nói. Tôi quen trải bụi các tấm thảm bằng bàn trải ạ. Dùng cái này tốt hơn. Chú ý xem tôi chỉ cho cách sử dụng nó đây. Chiếc máy là một vật hình trụ, chạy trên bánh xe có gắn một ống nhựa mềm co giãn được. Tôi nghĩ chiếc máy trông xấu xí quá, nó giống như là một con rắn với cái cổ đen dài và cái mũi nhọn. Bà Hanan bật công tắc và một tiếng ồ ồ phát ra khiến cho tôi giật mình. Khi bà bắt đầu cho nó hút bụi dơ trên thảm, tiếng kêu của nó chuyển thành âm thanh rít lên rợn người. Không những trông nó giống như là một con rắn, mà tiếng nó kêu cũng giống nữa. Tôi hoáng hốt với nó. Bà không có bàn trải sao? Tôi hỏi. Tôi không thích cái này. Tôi không thể phủ bụi trên thảm bằng bàn trải được sao? Không, không được. Bàn trải không luồn được vào trong tấm thảm để làm sạch nó một cách thích đáng như máy hút đâu. Cô sẽ quen với nó. Tôi muốn ngày nào cô cũng hút bụi. Đây, làm thử xem đi. Tôi rón rén cầm lấy cái ống và tôi la lên khi nó túm lấy một chéo áo tôi và hút vào máy với một tiếng kêu the thé. Vì nó không chịu nhả ra, tôi buông rơi cái ống và bỏ chạy thoát thân. Nhưng bà Hanan cười to, tắt cái máy lạ lùng và bảo tôi đừng có ngố như vậy. Ngôi nhà có dạng chữ L, với phòng sinh hoạt tầng dưới rộng thênh thang ở một đầu một phòng ăn với bàn ghế bằng gỗ bóng liền kề với phòng sinh hoạt. Trên lầu có bốn phòng ngủ, phòng sinh hoạt thứ nhì và hai phòng tắm. Bên ngoài phía sau nhà cũng có một bãi cỏ rộng được bao bọc bằng cây xanh và có một mảnh vườn trước nhà nhỏ hơn viền quanh bằng một hàng rậu cao. Đường rẽ vào nhà, có hai hàng cây cao hai bên chạy thẳng trước mặt ngôi nhà. Tôi nghĩ ông Ankorosky chắc phải là một nhân vật quan trọng mới có được một ngôi nhà bề thế như vậy ở Luân Đôn. Trong ngày đầu tiên đó, vào khoảng 9 giờ tối, tôi đã làm xong tất cả công việc lau chùi giặt rửa. Tôi rất mệt, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng khi tôi bước vào nhà bếp, tôi không tin vào mắt mình nữa. Có thêm một núi chén bát trong chậu phải rửa và chén bát rơi trên bàn. Có cả thức ăn thừa vương vãi trên sàn nhà nữa. Hóa ra, hai đứa con song sinh của bà Hanan ăn uống rất bầy hầy. Lúc tôi dọn dẹp xong lần nữa thì cả gia đình đã đi ngủ rồi. Tôi sắp lui về phòng mình thì bà Hanan xuống pha sữa nóng cho hai đứa trẻ song sinh. Ồ, bà vui vẻ nói, nhà cửa sạch sẽ quá. Chị ra hát nói với tôi cô làm việc rất giỏi, quả là chị ấy nói không sai. Cuối cùng, quá nửa đêm, tôi mới để nguyên quần áo chui vào giường. Tôi kéo cái máy sưởi vào dưới tấm chăn lông vịt và ngủ ngay. Cái ngày đầu tiên đó tạo nên lệ thường cho ngày kế tiếp và nhiều ngày sau đó. Tôi sẽ thức dậy lúc 6 giờ 30 phút sáng để làm bữa điểm tâm. Rồi tôi dọn trà và chuẩn bị các hộp cơm trưa cho lũ trẻ lớn đi học. Rồi tôi rửa dọn chén bát bữa điểm tâm và bắt đầu lau nhà đến giờ ăn trưa. Tôi dọn ăn cho bà Hanan và hai đứa trẻ song sinh, chúng còn bé quá, chưa đi học. Sau đó, tôi tiếp tục làm cho đến khi xong việc cuối cùng vào lúc nửa đêm. Chẳng bao lâu sau đó, bà Hanan giao luôn cho tôi việc thay tã cho hai đứa bé. Vào những ngày cuối tuần, tôi phải trông giữ bọn trẻ đừng làm ồn ào trong khi ông An Koronsky nghỉ ngơi và ra sức làm các công việc rửa dọn giặt rũ mà không để có chuyện gì quấy rầy ông ấy khi nào làm xong tất cả công việc của mình tôi được phép về căn phòng nhỏ bé của mình để cầu nguyện tôi tìm thấy một tấm thảm cầu nguyện được gấp lại để trong một góc phòng đó là một tấm thảm nhỏ rẻ tiền làm bằng cọ sợi nhưng đối với tôi nó rất đặc biệt ở đây ít nhất tôi không phải che giấu sự cầu nguyện của mình có một điều mà cả ông Koroski và bà Hanan đều lấy làm tự hào là sự ngoan đạo của họ. Bà Hanan luôn luôn mặc chiếc áo rộng dài và đội khăn che đầu mỗi khi ra ngoài. Cũng như ra Rahab và lão Mustafa ở Tum. hai ông bà này cũng cho mình là người rất tốt và là những tín đồ hồi giáo ngoan đạo. Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi đã sợ ông An Koroski nhiều hơn là sợ bà Hanan. Ông ta trông nghiêm nghị và hành xử với vẻ rất bề trên. Ông ta thường ra lệnh với tôi, "Mende, pha trà cho tao." Hoặc "Mende, pha cho tao ly cà phê." Tôi bắt đầu thực sự không ưa ông ta khi ông ta bắt tôi mỗi sáng phải đánh giày và để sẵn ra ngoài cho ông ta. Nhưng đau khổ nhất là một hôm ông ta bắt tôi phải rửa mấy chiếc xe của họ có hai chiếc xe to và bóng loáng trên lối ngõ vào nhà. Tôi xách một xô nước xà phòng và một xô nước sạch ra rửa chúng. Chúng trông bóng lộn và rất mới, nên tôi sợ làm chảy sơn hay là hư hỏng gì đó. Vì tôi phải rất cẩn thận, cho nên phải mất rất nhiều thì giờ tôi mới rửa xong. Lúc đó thì hai bàn tay tôi đã sưng vù lên và tê cóng vì lạnh. Tôi tự hỏi, ông Koronki nghĩ ông ta là thứ người gì mà ra lệnh cho tôi làm những công việc khủng khiếp đó? Vài ngày sau khi tôi bị sai đi rửa xe, bọn trẻ đi học về mà không có cha chúng đi cùng. Bình thường cha chúng đưa chúng đến trường và đón chúng về. Cha các em đâu? tôi hỏi chúng khi chúng chạy ào vào trong bếp. Ồ, oh, cha em phải ở lại làm việc muộn. Mohammed vừa nói vừa lấy một lon nước ngọt trong tủ lạnh thế ai đưa các em ở trường về đây người lái xe của đại sứ quán ạ à, chúng em cũng về bằng xe của đại sứ quán luôn cậu bé nói một cách tự hào đại sứ quán nào làm sao mà các em lại đi xe của họ à cha em làm việc ở đại sứ quán sudan bộ chị không biết sao chị không biết thế cha em làm gì ở đó cha em là quyền đại sứ Muhammad nói một cách rảnh rẽ. Chị biết như thế nghĩa là gì không? Không, chị không biết gì cả. À, hiện nay cha em là người quan trọng nhất ở đại sứ quán đấy. Cái người như là chủ tịch của đại sứ quán, tức là ngài đại sứ đã về lại Sudan trong một thời gian, nên cha em thay chụp ông ta.